Chào Đài Việt Vision, chúc cho các anh em trong Đài Việt Vision có nhiều sức khỏe, thắng lợi muôn năm, và chúc cho bà con mình có một 30 tháng 4 vừa qua là tôi thấy rất là hào hùng rồi. Đúng ra tôi cũng bận quá cho nên là không có thời gian để nói chuyện với bà con. Hôm nay trở lại với bà con, tôi là Tuyết Mai, đang sinh sống tại Nam California. Thì cũng vào vấn đề với bà con như thế này, tôi không nói được chứ tôi cũng theo dõi tình hình trong nước mình coi nó như thế nào. Thì tôi thấy là các cháu thanh niên cờ đỏ đó đã làm những cái việc mà hết sức là hoan nghênh. Các cháu rất là có một việc làm rất là có lợi ích cho nhân dân, cho nên là tôi hôm nay tôi cũng đóng góp thêm một chút, một phần cái nhỏ bé của mình, những cái lời nói. Thì vừa qua cái lễ 30 tháng 4 thì tôi thấy đất nước mình rất là an lành và rất là vinh quang, một cái ngày lễ rất là trang trọng. Thì ở bên đây tôi cũng phải đi dạo một vòng coi cái tụi ba què nó như thế nào. Nói chung là tôi đi ra một vòng thì tôi thấy tình hình năm nay đó hen, báo với bà con là đúng là còn có ba que thôi, chết bảy mà còn ba, coi như là còn ba que ngoe ngoe vậy thôi, chứ không phải như mỗi năm mà nó làm rần rộ đâu. Này sao là chết, là sao chết tức chết tối, chết là thấy đất nước mình quá sức là ăn cái lễ rất là huy hoàng, rất là hoành tráng. Cái tức thứ nhất của nó đó, tức quá bật lăn ra ngửa mà chết, chứ không ai đánh, không ai giết chúng hết đó. Cái thứ hai nữa là nghe các cháu thanh niên đó làm và nói những cái lời nói của các cháu, nếu mà con người mà hiểu được đó thì cũng ngã đùng lăn ra mà chết tức á. Tại vì các cháu nói rất là có trình độ, nói thôi chứ không có những cái lời mà hỗn xược như là cái bọn dân chủ dân chửi à, nó chửi trước rồi dân mới chửi sau nó, đúng không? Cho nên là tôi mới là đi một vòng thì nó đã ngã xuống hết 7 phần còn có 3 thôi. Thì lạng lạng mấy vòng thì thấy thằng Đồng mất quân, nó cũng còn lúc đó rồi đó. Thì hôm nay tôi kể cái chiến công của tôi cho quý bà con nghe để mà có một cái nụ cười của 30 tháng 4 nghe. Như thế này thì tôi gặp thằng nào mất quần, nó cũng lông khom đó, thì nó mới mở cái chiến dịch là thả thả ngựa. Mà cái chiến dịch của nó là thả ngựa. Lý do tại sao tôi đặt là chiến dịch thả ngựa là vì nó cấu kết với lại thằng Dương Văn Thả để mà chống phá đất nước đó. Rồi con Mã Tiểu Linh là đồng bọn với tụi nó, coi như là chung một cái phe của tụi nó để mà chống phá đất nước, tính kéo về để mà lật đổ chính quyền cộng sản. Thì tại sao tôi đặt cho nó cái pháp danh là thả ngựa? Thả là thằng Dương Văn Thả, đúng không? Còn con Mã Tiểu Linh á, lúc nào nó lên nói chuyện nó không có xưng Linh mà nó xưng Mã không, thì Mã là gì? Mã là ngựa, đúng không? Thì cho nên là tôi đặt hai cái tên này nó cấu kết với nhau thì mình đặt chung lại là thả ngựa hả. Cho nên là nó lấy cái tôi lấy cái biệt hiệu nó là thả ngựa. Thế là cái con ngựa này á, nó mà nghe động tĩnh gì á của thằng Dương Văn Thả là nó quýnh đít lên hết, coi như là quýnh lên, coi như là như ngồi trên đống lửa vậy đó, chạy vô tòa Bạch Ốc rồi nó đi tìm luật sư, rồi nói chung là nó
chấn động dữ lắm, nó không có thể ngồi yên được. Nó nghe thằng Dương Văn Thả là bị bà con nhân dân người ta chống lại, thì bên đây đó nó ngựa mà coi như là phải chạy cày dựng lên để mà đi vô Tòa Bạch Ốc, đi kiếm Donald Trump rồi để mà lấy máy bay về câu thằng Dương Văn Thả đi. Thế là cái chiến dịch không thành, tại vì có một con ngựa mà đi kéo đi vô Tòa Bạch Ốc, vô Tòa Đại sứ quán rồi này kia, sao mà kéo được, thành ra là không có không không thành không thành cái vụ mà chiến dịch thả ngựa. Thì Dương Văn Thả bị bà con bên bao vây hết rồi, thì bên này nó mới kiếm một cái chiến dịch khác. Thế là nó mới móc nối với lại con Trang Lê, con Thùy Dương và con Ly Sa Phạm. Thế là bây giờ phải đặt lại cái tên của nó là cái chiến dịch khác nữa, đó là Mã Xà Dương. Ba con mã, con xà, con dương, tại vì cái con Trang Lê giống như con bắn cá rồi, nó nhìn nó biết là dân bắn cá, dân trôi sông lạc chợ gì rồi. Cho nên bây giờ mở cái chiến dịch Mã Xà Dương để mà nhất định phải đánh 30 tháng 4 này lật đổ cộng sản, tụi nó là quyết định như vậy. Thì coi như là hả, mà nó nghe bên Việt Nam mà có thầy ma đó, là tụi này nó giống như kênh kênh vậy đó, nó về để nó rỉa tin, ô không phải rỉa thầy, rỉa thầy đang đưa lên tin tức đó, thì nó bát nháo, nó làm mấy cái trò mà giống như là bát nháo dữ lắm. Nó ngồi nó đứng không yên, nó nhảy nhổm nhảy xổm, coi như là mã xà dương rồi ngựa rắn đâu, nghe cái tên nó quý vị thấy ghê không. Nhưng mà đó là tôi đặt cho nó mấy cái biệt hiệu đó để cho mình thấy nó thấy gớm ghê vậy thôi, chứ nó chẳng làm gì được ai. Thấy không, cái tụi ba que rồi bây giờ đã què hết rồi, nhưng mà bị gì quá tức. Thấy ngày lễ 30 tháng 4 rất là bình yên, rất là hào hùng khí thế, thấy không, đâu có cửa nào mà nó về để mà nó quậy phá này kia nọ. Anh tôi còn quên cái vụ này nữa, để kể vụ này cho quý vị nghe nó cũng hơi vui vui. Thế là nó kéo thằng bây giờ tây là mãn 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 xà dương, tụi nó tính là kéo về, kéo binh về nha. Thì tôi nghe vậy đó thì nó mới là cấu kết, tại vì nó thì không có binh, nhưng mà thằng thằng Đào Mất Quần có binh, đúng không? Đào Mất Quần nó có tới 10.000 quân lận. Thì tôi nghe vậy tôi mới thấy tụi này nó cũng ý đồ nó cũng là chống phá này kia, cũng dữ dằn. Thì tụi nó cũng chạy vô Tòa Bạch Ốc, nó cũng chạy vô Nhà Trắng, nó cũng làm sùm hết để mà nó kiếm cớ kiếm đầu, nó kiếm vương thêm đó. Thì tôi cũng thấy vậy, tôi cũng chạy vô, mình người dân mà phải có trách nhiệm chứ. Tôi cũng chạy vô, tôi gặp ông Trump, tôi mới bày tỏ tình hình như vậy đó, là tụi này nó dân của ông mà muốn về đánh phá Việt Nam chúng tôi, bây giờ ông tính làm sao. Thì ông Trump hỏi chứ bây giờ nó kéo bao nhiêu ngàn quân, tôi nói nó tới 10.000 quân nữa, bây giờ ông xử sao dân của ông đó. Tụi này nó có quốc tịch hết rồi mà ông cho về Việt Nam đánh chúng tôi là đánh làm sao. Bây giờ tôi đang khiếu nại, thì ông mới nói là ông cấp cho tôi 20.000, nó 10.000 tôi 20.000, 20.000 quân. Thế là tôi nói bây giờ 20.000 quân mà ông cấp như thế nào. Ông nói tôi cấp cho bà 20.000 quân mà tôi không cấp súng đạn gì hết trơn, tại vì không có đánh chúng bằng súng đạn nữa. Tôi gì chứ đánh bằng cách nào, không có súng đạn sao tôi quánh lợi nó. Ông nói 20.000 quân tôi cấp cho bà là phụ nữ không à, mà dân Mexico á, dân người Mỹ, ở đây kêu người Mỹ á,
đứa nào nó lấy cũng trên 200 pound á, thì nó lấy 2.000 quân, 20.000 quân nó đè lính của thằng Dư, thằng Đào mất quần là cũng đủ chết rồi, chứ không cần là phải xuống đại vậy đó. Đó. Thật ra là tôi được cấp 20.000 quân là tôi đè chúng nó chèm bẹp ở đây rồi, anh em quý vị đừng có lo, đường cái đường San Francisco là tôi chặn nó hết rồi, thấy không? Đó cho nên là tao nói với, cho chúng mày biết, chúng mày mơ tưởng nhiều quá, thấy không? Chúng mày đừng có nằm mơ nằm chiêm bao, chúng mày thấy lật đổ cộng sản, chạy đó chạy tuột quần, chạy kêu bằng mất quần, chạy không đường để đấu đá đấu đổ đỡ đỡ nổi, mà bây giờ cũng còn hung hăng nói không rồi, không làm được mấy chục năm nay mà bây giờ cũng xuống xuống làm sao, bây giờ thấy thằng Dương Văn Thả không đó. Nói chung là tôi thấy thằng này nó cũng tâm thần quá, thấy cũng tội nghiệp. Tội nghiệp là sao, đi nghe lời cái bọn ngu sửng bên đây, nó cho chút đỉnh tiền bạc rồi, nói chung là chắc là cũng cũng thành phần nghèo phải không, thấy nhà cửa như vậy là cũng biết nghèo không có tiền, nên là nghe lời chúng nó mà đi đi làm chuyện tầm bậy đó. Chúng mày ngồi chúng mày xúi mà người dân người ta đau khổ, mày thấy không? Mày xúi mày biểu ở tại chỗ đẫm xăng vô để mà chết, chứ cái ác ôn đó, cái chỗ đó là cái chỗ ác của tụi bay đó. Tôi thấy tụi bay đâu có đau khổ, tụi bay đâu có bị tinh thằng Dương Văn Thả chắc gì nó không bị xáo trộn tinh thần lẫn vật chất, thấy không? Tụi bay bên đây ngồi sướng nói cho đã miệng mà để cho người dân người ta đau khổ như vậy, thấy không? Tụi bay ngon thì tụi bay về đi đó, đó ở đây đảng cộng sản tiếp tụi bay nồng hậu, thấy không? Chứ có đâu mà ngồi bên đây mà xúi giục rồi á, làm cho người dân người ta không biết gì hết trơn, trời á, ta đi nghe lời tụi bay rồi làm tầm bậy tầm bạ rồi ai 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 chịu cái hậu quả đó. Nhân quả nó có liền chứ đâu phải mà không có đâu, làm bậy là có liền. Còn tụi bay hãy đợi đấy, chờ đi, cũng cũng tới tụi bay chứ không phải không tới đâu. Hãy đợi, nhất là cái con Trang Lê đó, ha, chửi cho dữ đi. Tôi nói cho các cô biết nè, tôi nghĩ rằng các cô hồi kiếp trước cũng có nhiều cái phước đức chứ không phải là không có, cho nên khi trở lại đây á, nhìn mặt các cô không có người nào mà xấu hết á, thấy không? Người nào mặt mày cũng 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 là từ 5-7 nút chứ không có ít, mà tạo ra bây giờ sống hiện tiền này mà không tạo phước mà tạo nghiệp. Bây giờ tôi nói nè, trong khi cô Thùy Dương cũng vậy, Ngọc Dương đó, bây giờ là Ngọc Dương chứ không Thùy Dương nữa, thấy không? Mặt mày cũng sáng sủa, người thì cũng cũng được, mà xúi người ta tầm bậy tầm bạ để làm cái gì, rồi chửi chửi để gây cái ác đức coi cái kiếp này, thấy không? Con ly sa phạm, hai con ly xà phạm đó, thấy không? Nó nửa này nửa kia là tất nhiên cái phước đức nó không tràn đầy bằng các cô, thấy không? Nó thiếu đức thiếu phước cho nên nó lên đây nó phải chịu cái cảnh là nửa này nửa nạc nửa mỡ như vậy, mà các cô là con người đầy đủ phước đức. Bây giờ á, các cô thấy không, những người người ta không có, nói chung mình không phải mình nói người ta, nhưng mà những cái chất độc màu da cam đó người ta trở lên đây các cô thấy không, người ta bệnh tật thấy tội không đó. Các cô á có để cái tâm mà làm phước đó, đó về giúp những người đó đó đó, những cái chất độc màu da cam người ta thiếu phước cho nên người ta phải trở lại đây với những cái thân xác người ta không có được toàn vẹn. Còn các cô là tôi nghĩ cũng kiếp trước cũng là tràn đầy phước đức, mà tại sao bây giờ không làm thêm cái lu nước, mình phải châm thêm cho nó đầy để mà nó tràn ra. Còn cái này các cô uống, các cô uống nước cho cạn rồi kiếp sau các cô trở lên đây các cô thành cái gì, các cô thành cái gì, thấy không? Mình phải hiểu được, mình phải suy nghĩ được đó. Nếu không có kiếp sau kiếp trước thì làm sao mình có cái kiếp này, thấy không? Tôi dạy cho các cô vậy đó, tôi khuyên các cô dừng lại đi, thấy không? Là vì tôi nhìn thấy các cô cũng không có đánh đổi tệ,
nhưng mà các cô ăn nói chửi bới rất là hỗn xược, cho nên là các cô phải dừng lại, các cô không làm gì được hết á, thấy không? Các cô làm, các cô thấy đi, các đàn đàn cha chú các cô đó là mấy thằng cha mà ba que đó, mấy thằng cha làm được cái gì? Mấy thằng cha chửi chửi đã đời, chửi cho tới què, tới đi xe lăn, rồi tới đi về miền đất hứa đất lạnh, chứ cái làm được gì cộng sản? Không làm được gì hết á. Người ta đã đầy đủ đạo đức, đầy đủ trí tuệ, thì các cô làm gì, thấy không? Các cô chỉ ngồi đó mà nói cho đã cái miệng, rồi bơi xúi giục người ta để cho người ta đau khổ đó. Như các cô xúi ông Dương Văn Thả, ông làm vậy các cô cũng phải chịu hậu quả một phần trong đó đó, đúng không? Đó rồi á, cái tụi bển nó có 3 đồng tiền, nó đi hết cặp hết thằng này tới thằng kia, thấy không? Con Lê Mỹ Hạnh đó mà chui vô khách sạn rồi bị người ta ghen, người ta đánh ghen, cái các cô cũng lên tiếng nói mà cộng sản đánh, nói là cậu Hùng đánh, đánh ở đâu? Cái video chiếu lên có thấy cái mặt cậu Hùng không mà nói người ta đánh? Cái kêu bằng không có bằng chứng, không có chứng cứ gì hết, cũng phao phản cái lời nói mình, mà nói thêm nói bớt người ta cũng là một cái tội lỗi, thấy không? Mà đi đi ra nói là người ta đánh hả? Tới tới mà tiếp cứu với các cô thì các cô nói cộng sản đánh các cô, công an đánh, mà không tới cứu thì kêu hú rú lên kêu người ta tới, nghe không? Đi làm tầm bậy tầm bạ thì phải chịu trách nhiệm với cái mình. Nó tất cả các nhìn lại đi, những cái người mà làm dân dân chửi này nè, không có con đàn bà nào mà nó đàng hoàng hết, thấy không? Từ 4 5 đứa con cho 3 4 đứa con nó la nó lết để nó kéo mấy đứa nhỏ vô để mà nó gây phá rối trật tự đó. Con Thúi Nga cũng vậy, lấy đâu 3 4 thằng chồng mà cũng 3 4 đứa con chồng cái gì? Cái kiểu mà đi ăn đêm ăn sương rồi nó rồi đẻ rồi rồi để mà lấy cái mấy đứa nhỏ ra để mà chống phá, thấy không? Rồi đó, bây giờ quý vị nhìn lại hết đi, có cái con dân chửi nào mà nó đàng hoàng không? Con Hồng Thái Hoàng mấy đứa, 4 đứa ở đâu dữ vậy? Mới có nhiêu tuổi đầu, cái mặt bao nhiêu tuổi đầu mà một bầy con, thấy không? Chẳng qua là đi làm tầm bậy tầm bạ, cho nên mới là con cái lùm đùm đè đè. Còn á, cái vấn đề tôi nói thiệt, cái tụi mà gia gia gì giặc đạo đó cũng vậy. Bây giờ tất cả chính phủ ta không có dừng bước, phải tiến bước để mà đưa nó chúng ra tòa, phải xử. Chứ tôi nói rồi, lúc đầu nó mới có nhóm lửa, cái nhóm cũ đó thôi mình dập tắt đi để cho nó tràn lan ra. Nếu mà về làm phải hao công tốn sức, tôi không biết làm sao mà tôi cũng bức xúc cái chính quyền mình.